kết sau nhiều năm sử dụng cái dàn điều hòa của anh em sẽ như thế nào? Đây, hôm nay em sẽ có một cái máy nội soi mà soi thẳng vào trong cái dàn lạnh cho anh em, để anh em có thể nhìn thấy đây cái dàn sau nhiều năm sử dụng đây, anh em thấy không ạ? Đấy. Đó, anh em thấy không ạ? Cái dàn lạnh sau nhiều năm sử dụng thì nó sẽ bẩn và két lại trong đấy, và nó sẽ rất là bẩn, và nó cái mùi nấm mốc này nó sinh ra từ đấy. Thì anh em mà bình thường như anh em muốn vệ sinh, anh em phải bung cái táp lô này xuống để vệ sinh này, nhưng mà cái chi phí của nó rất là cao. Đấy, một lần bung cái vệ táp lô này xuống, riêng tiền cả vệ sinh thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 3 đến 4 triệu. Nhưng mà em nó về cái công nghệ mới, đó là vệ sinh và nội soi dàn lạnh. Đây anh em thấy đấy, sau khi mà em có một cái máy nội soi như này, sẽ có một cái và cái hóa chất chuyên dụng của Voltronic để mà vệ sinh cái dàn lạnh cho anh em. Đây, bộ hóa chất nó sẽ gồm có 3 cái lọ dung dịch như này ạ. Đấy, để vệ sinh toàn bộ cái dàn lạnh và cái khoang nội thất bên trong xe. Đấy, sau khi vệ sinh bằng hai cái chai này rồi thì sẽ có một cái chai cuối cùng là Voltronic AC22 này. Thì cái này là cái loại dạng khí để mà vệ sinh lại toàn bộ cái khoang nội thất bên trong xe này của anh em ra. Đấy, để khử sạch cái nấm mốc trong xe. Đây, khi mà vệ sinh này thì sẽ có cái hóa chất đưa thẳng vào cái dàn lạnh để mà vệ sinh sạch cái dàn lạnh bên trong. Đấy. Và vệ sinh một cái dàn lạnh như này sẽ nó sẽ khi thời gian nó sẽ rơi vào khoảng 2 tiếng đồng hồ để mà vệ sinh sạch và trọn vẹn cho anh em. Đấy, cái không khí mà lưu thông trong cái xe này ấy, thì nó đều đi qua cái dàn lạnh đấy, nên anh em chú ý vệ sinh định kỳ khoảng 6 tháng một lần để mà vệ sinh sạch cho cái không khí trong xe trong lành, với cái trong lành cho anh em. Đấy, còn anh em muốn vệ sinh ở đâu ạ? Thì hãy đến với Akala Tàu Nguyên, Auto 36 Thái Nguyên anh em nhé.